con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn đến lòng Chúa thương xót hơn. Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con còn trao e và ở chôn thánh này kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khói đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Thánh Mẫu La Vang đầy muôn ơn phúc, người trói vãn hào quang, muôn vàn thần thanh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đa đoái thương trọn mẹ, tinh tuyển thanh thiền sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến cứu giúp phổ phủ tổ tiên chúng con lương giao. Giữa thời ly loạn câm cách khôn khổ trăm bề, từ ấy gót chân mẹ bước đến vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác. Bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhận lời. Lạy mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha ban đầu.
cuộc đời này. Xin cho chúng con được về sông bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác và yêu qua phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ năm, mùng 3 tháng 12, Thánh Francisco Xavier, linh mục lễ nhớ. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nicolao và các linh hồn. Gia đình xin cầu cho linh hồn Vero Phan Ngọc Lan. Nhà hàng Lily Gethover xin lễ cầu cho linh hồn An Tôn Trần Kim Doanh. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn đứng và cùng hiệp dân thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em cùng tới hiệp dân thánh lễ trong tuần thứ nhất của mùa vọng
cũng như hôm nay hiệp thông với giáo hội, chúng ta mừng Thánh Francisco Xavier Linh Mục là người truyền giáo cũng như là cha truyền giáo. Xin Chúa ban cho tất cả các anh em linh mục truyền giáo được luôn sự che chở của Chúa đặc biệt, cũng như đưa Chúa tới cho những người nghèo khó mà họ không biết Chúa. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để chữa lành những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha và chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Francisco đi rao giảng để kêu mời các dân tộc Á Châu đón nhận tin mừng. Xin cho các tín hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và cho giáo hội được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tin của Người bền vững muôn năm. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng.
Chúa nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài mọi tạo. Ai tin vào phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay chúng ta cùng hiệp thông với giáo hội để mừng kính Thánh Francisco Xavier. Tôi hồi trước ở Chế Lệ 11 năm, tôi cũng là cha chính xứ ở giáo xứ San Francis là ở Toledo. Nên vì vậy tôi tưởng là đó là dòng Francisco ở đó rất nhiều năm, rồi nhà dòng thiếu ơn gọi nên vì vậy trả lại giáo xứ đó cho địa phận, nên vì vậy địa phận cai quản giáo xứ đó của dòng Francisco. Nên tôi cứ nghĩ là cái tên thánh của cái nhà thờ đó là Francisco, tức là Francisco Assisi. Tôi ở đó hết một năm, rồi sau một năm tôi mới biết rằng cái giáo xứ là San Francis Xavier là khác với Francis Assisi. Francis Assisi là dòng Francisco, như chúng ta biết là người sáng lập dòng Francisco. Francisco Xavier là thánh mà chúng ta hôm nay mừng, là ngài là dòng tên. Khi ngài mới 24 tuổi dạy ở trong trường đại học ở Paris thì ngài rất nổi tiếng, nên được thánh Isanio là Ignatius, là một vị thánh hồi đó là bạn thân của thánh Francisco Xavier trong trường, rồi cứ khuyến khích ngài nói lợi lộc cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì, rồi này kia, nên nói hoài. Nên ông ấy với tự nhiên là bỏ hết mọi sự rồi theo thánh Ignatio, rồi vô dòng tên, rồi khấn dòng, rồi chịu chức linh mục, rồi bắt đầu là đi truyền giáo ở bên Ấn Độ. Nếu chúng ta hôm nay đọc qua tiểu sử của ngài thì chúng ta thấy ngài rất là hăng say rửa tội trên cả triệu người,
nên khi mà Ngài chết, họ đưa cái tay của Ngài về Roma đồ đó. Nên bao nhiêu cái người rửa tội, nếu mà chúng ta biết được thì chúng ta thấy rằng cái sự truyền giáo của Ngài, rồi Ngài chết trên bãi biển đang trên đường tới Việt Nam với Trung Quốc. Nên chúng ta muốn đọc tiểu sử là vì những người thương mại, buôn bán, rồi bỏ Ngài ở bãi biển đi truyền giáo. Mấy người kia thấy Ngài gọi là lang thang này kia, bỏ nên người ta đi, nên chết ở bờ biển. Nên vì vậy chúng ta thấy rằng người đã bỏ hết cả cuộc đời của mình cho việc truyền giáo. Nên khi chúng ta nghe qua hôm nay mừng kính Thánh Francisco Xavier trong bài đọc một, là cái đọc qua mà Thánh Phaolô nói rằng chúng ta phải gọi là truyền giáo, chúng ta phải tuyên xưng Chúa Kitô, chúng ta cái đó là cái trách nhiệm của mỗi người, chúng ta phải gọi là truyền giáo, gọi là phải loan báo tin mừng, là dù chúng ta có chết thì chúng ta cũng là những nhân chứng của Chúa. Cũng như hôm nay Chúa về trời nói hãy đi để phục vụ, cũng như là loan truyền tin mừng của Chúa, rửa tội cho người ta, hướng dẫn họ vào đạo. Nên chúng ta cũng nghe qua lá thư mục vụ của Đức Cha viết là trong các giáo xứ, tại sao mà cái structure, tức là cái quy chế điều hành của giáo xứ hồi trước thì nó là work out, nhưng bây giờ là phải update, phải thay đổi như thế nào. Giáo xứ là phải là một nơi nurturing, là một nơi phải vitality, là phải sống động, là phải có thể một cuộc sống như vậy. Chứ không phải là giáo xứ mà cổ kính rồi chết là một cái building, mà giáo xứ là một nơi sống động, đưa Chúa tới cho mọi người, cổ động ơn gọi cũng như truyền giáo. Hôm nay vị thánh truyền giáo của chúng ta Francisco Xavier là mừng kính, chúng ta cũng cầu xin qua lời cầu bầu của Ngài chúc phúc cũng như đặc biệt cho các anh em linh mục đang truyền giáo khắp nơi, cũng như chúc phúc cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta nơi đây là những nhân chứng của Chúa Kitô, là sức động để đưa Chúa tới cho người khác. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn lắng nghe sự khôn ngoan của thần khí để các ngài chu toàn sứ vụ chăm sóc giáo hội Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Xin Chúa cho nền hòa bình và công lý được thực thi, cho nạn dịch bệnh được mau chấm dứt. Xin Chúa ban bình an cho thế giới và cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Mùa vọng, mùa sốt sắng trông chờ Chúa đến. Xin Chúa cho các Kitô hữu và mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng nghỉ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, nhất là những linh có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Và giờ đây trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, trong ngày kính Thánh Francisco Xavier, vị truyền giáo khắp giáo xứ, cũng như xin Chúa chúc lành trên những lời khẩn nguyện chúng con vừa dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
xin Chúa thứ tha lời anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng nhâm của lễ chúng con dâng trong ngày kinh thánh Francisco, vị tông đồ đầy nhiệt huyết và không ngại đem ánh sáng tin mừng tận chân trời góc biên. Xin Chúa cùng cho chúng con biết đem cả đời sống mà làm chứng cho tin mừng, để có thêm nhiều anh em cùng đi về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đan hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con tạ ơn và ngợi khen Cha về tất cả những gì Chúa đã thực hiện ở trần gian này. Thật là chính đáng, vì mặc dầu nhân loại bị phân tan bởi không ý hợp tâm đầu, nhưng qua kinh nghiệm chúng con biết Chúa uốn nắn các tâm hồn để họ sẵn sàng giao hòa với nhau. Vì chưng nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đánh động tâm hồn con người để những kẻ thù địch tới đối thoại, các cứu địch lại bắt tay nhau, các dân tộc tìm nhau gặp gỡ. Hơn nữa, lạy Chúa, quyền năng Chúa còn làm cho ghen ghét tham bại trước tình yêu, báo thù ngược bước cho khoan dung, bất hòa trở thành tương thân tương ái. Vì thế, cùng với ca đoàn trên trời, chúng con ở dưới thế luôn tạ ơn Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Thánh, Chúa là Thiên Chúa can đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Vì vời lạy Cha toàn năng, chúng con chúc tụng Cha nhờ Đức Giêsu Kitô là con Cha, đấng nhân danh Cha ngự đến, chính Người là lời cứu độ cho nhân loại, là cánh tay Cha rộng mở đón tiếp tội nhân, là con đường mà qua đó Cha ban bình an của Cha cho chúng con. Lạy Chúa, khi chúng con lìa xa Chúa vì phạm tội, Chúa lại dẫn chúng con về giao hòa với Chúa. Và sau hết, khi đã trở lại cùng Chúa, chúng con biết yêu thương nhau. Nhờ con Chúa, đấng Chúa đã trao nộp chết để chịu chết vì chúng con. Và giờ đây, đang khi cử hành lễ giao hòa mà Chúa Kitô đã mang lại cho chúng con này xin Chúa ban Thánh Thần xuống, Chúa xuống mà thánh hóa những của lễ này để trở nên mình và mau con Chúa thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Vì thế, trong bữa ăn, khi sắp ban sự sống để giải thoát chúng con,
kính người cầm lấy bánh trong tay, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, trong bữa tối hôm đó, người cầm lấy chén chúc tụng trong tay, tuyên xưng lòng thương xót của Cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và viên kiều sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lời Chúa. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, khi kinh nhớ cái chết và sự sống lại của con Chúa, Đấng đã để lại cho chúng con bao chứng tình thương này, chúng con dâng lên Chúa hy lễ giao hòa hoàn hảo của Người mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Cha Chi Thánh, chúng con khẩn khoản này xin Cha thương đón nhận cả chúng con nữa cùng với con Cha, và qua bữa tiệc cứu độ này xin cùng đoái thương ban cho chúng con Thánh Thần của Người, đừng xóa bỏ mọi điều làm chúng con xa cách nhau. Xin Thánh Thần làm cho hội thánh của Cha nên dấu chỉ hợp nhất và khi cố bình an của Cha giữa muôn người, và xin gìn giữ chúng con được hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Mục Paulo của chúng con, cùng tất cả các giáo mục và toàn dân của Cha. Cùng với giờ đây, Cha đã quy tụ chúng con vào bữa tiệc của con Cha. Xin Cha liên kết chúng con với Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiền, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, với các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, cùng với anh chị em chúng con và những người thuộc mọi chủng tộc và ngôn ngữ, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã chết trong ơn nghĩa của Cha, và bàn vào bàn tiệc hợp nhất muôn đời, nơi trời mới, đất mới, ở đó ráng ngời sự bình an của Cha trong Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến.
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiền chi muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin Phật chưa ngự trong phép mình thánh, con tin lên Chúa trên mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa cho thật được. Trời cao nghe chân, chân gian khấn van, mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng đường không xương nay đã héo hắt, mong bước chân tháng năm vẫn chưa phai,
lạy Cha khoan nhân trần gian vắng sao lạnh lùng đêm phủ đầy lầm than cô đơn ai thâu những nỗi cay đắng thân từ đây khấn xin Chúa ôi an thao dịu ngàn đau thương khốn khó và xin ung đốn bao tâm hồn thêm mến yêu phụng thờ yêu đương lòng còn chờ mong xin Chúa chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho lễ tế tạ ơn này đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến xưa đã khiến Thánh Francisco xa thân cứu các linh hồn. Nhờ vậy chúng con sẽ sống xứng hợp hơn với ơn gọi làm Kitô hữu để được cùng thánh nhân lãnh phần thương Chúa hứa cho những ai trung thành phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày mai là thứ sáu đầu tháng nên chúng ta có thánh lễ. Xin quý ông bà và anh chị em tới tham dự, những người có thể tới được chúng ta đọc kinh vào lúc 6 giờ rưỡi rồi thánh lễ vào lúc 7 giờ sau đó chúng ta chầu thánh thể. Chỉ có thứ sáu đầu tháng chúng ta làm vậy nên vì vậy xin quý ông bà và anh chị em chúng ta có lịch. Nhưng trong mùa đại dịch vừa qua tôi rất bận rộn trong các cái nghi thức nên chúng ta không dâng thánh lễ đầu tháng được. Nhưng tôi đã nói chuyện với anh trưởng ban phục vụ, anh Tân, anh nói có ca đoàn giúp đỡ rồi có người giúp ngày mai. Nên chúng ta chỉ có thứ sáu đầu tháng trong tháng 12. Nên xin quý ông bà và anh chị em tới. Chúng ta trong giây phút này rất cần Chúa. Như hôm nay tôi hội họp với anh em linh mục cũng như các đức cha họp là hội đồng linh mục cũng như cố vấn. Họp từ 10 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều rồi các linh mục với đức cha họp riêng từ 3 giờ tới 4 giờ thì có một cha với họp rồi tới 3 giờ với nói với đức cha nói tại sao mà cái gì cũng có business hết à mà nhất là trong giây phút này mà chả có gọi là cầu nguyện gì hết rồi này kia. Nên bắt đầu đức cha nói ok bây giờ cầu nguyện để bây giờ petition bây giờ tất cả các anh em linh mục có cái lời cầu nguyện gì cầu nguyện rút cầu nguyện mà không ngừng được. Nên vì vậy tôi thấy rằng cái lúc mà rất quan trọng là chúng ta phải tới với Chúa gần gũi với Chúa. Chúa sẽ ban cho chúng ta rất nhiều sức mạnh nên xin quý ông bà và anh chị em tới tham dự thánh lễ thứ sáu đầu tháng tối mai. Thầy thể sẽ cùng giúp chúng ta trong nghi thức chầu thánh thể. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em sống lời Chúa được bằng an. Thank you.
Mời cộng đoàn đứng và cùng hát Xin Chúa Ngôi Ba. Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Quỳ và cùng hát Con Thờ Lạy Chúa. Sau để thờ lạy người, xin cộng đoàn chia làm hai cùng đọc. Ngợi khen Chúa đi, ngàn công việc Chúa, người đang tán dương ca tụng muôn đời. Ngợi khen Chúa đi, muôn thiên thần Chúa, ngợi khen Chúa đi, trời thăm bao la. Ngợi khen Chúa đi, nước trên tầng trời. Ngợi khen Chúa đi, muôn cơ binh Chúa. Ngợi khen Chúa đi, mặt trời mặt trăng. Ngợi khen Chúa đi, trời muôn tinh tú. Ngợi khen Chúa đi, sương móng mưa giông. Ngợi khen Chúa đi, lạnh lùng băng giá.
Người khen Chúa đi, nước đã tuyết xa. Người khen Chúa đi, ngày đêm tân cả. Người khen Chúa đi, cả núi với đồi. Người khen Chúa đi, có cây hoa lá. Người khen Chúa đi, khe suối nước nguồn. Người khen Chúa đi, đại dương sông cái. Người khen Chúa đi, hỡi tư tế Chúa. Người khen Chúa đi, tôi tớ Chúa Trời. Người khen Chúa đi, bao người công chính. Người khen Chúa đi, thánh nhân khiêm nhường. Người khen Chúa đi, các bạn tôi ơi. Người đang tán dương ca tụng muôn đời. Nào ta cùng ngợi khen Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Hãy tán dương ca tụng muôn đời. Ca tụng Chúa, Chúa ơi, trên trời cao thẳm. Ngài đang tán dương ca tụng muôn đời. Mời cộng đoàn đứng và cùng hát Ngàn Dân Ơi. Ngàn dân ơi, đàn hát lên ca tụng Chúa. Vì danh Chúa thần hiền vinh, uy phong người vừa trên đất trời. Ngàn tầng trời cao, hãy hát lên ca tụng Chúa. Từ nơi cứu tình và việc làm cụ thể chúng ta phải có và phải làm trước tiên là thống hối tội lỗi và tín thác vào lòng nhân từ của Chúa. Xin công đoàn quỳ vào cùng đọc chương. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con. Danh Chúa có từ đời đời. Lạy Chúa, chúng con đã phạm tội, chúng con luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao chúng con được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn. Chúng con tội vì không ai kêu cầu danh Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang Chúa tránh mặt, không nhìn tới và bỏ rơi chúng con cho quyền lực tội lỗi đầy đọa. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm. Tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên. Xin công đoàn chia làm hai và cùng đọc. Xin khoan hồng thương con, lạy Chúa, xóa tội con theo lương hái hà, rửa sạch hết điều lầm lỗi và tẩy linh hồn con khỏi tội nhơ.
Bởi vì con nhận biết mình và lầm lỗi hiền luôn trước mắt, phàm đến Chúa, duy một mình Chúa, con đã làm điều ác trước Thánh Nhân. Ngày mới sinh con mắc tội rồi, trong lòng mẹ con đã là bất chính. Vì Chúa thinh tâm hồn chân thật, dâng khôn ngoan tận đáy lòng. Xin dạy con bằng cành hương thao, con sẽ được tinh tuyền. Xin Chúa thương thanh tẩy, con sẽ trắng tinh hơn tuyết. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao tội lỗi, và xóa đi hết bao tội khiên. Tạo cho con một tâm lòng trong sạch, đổi cho con một thần trí vững vàng. Lễ con dâng Chúa là tâm lòng thông hối, lòng thông hối khiêm cung. Lạy Chúa đấng cứu tinh, xin tha tội cho con, xin mở miệng con và cho con vang tiếng ngợi khen Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng và cùng hát Nguyện Chúa Chí Ái. Nguyện Chúa chi ơi, hãy lắng nghe lời chúng con. Dù tình quan dung, vì chúng con vang đến Ngài. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Ngài. Lạy Chúa trời vinh nguyện thương đến lời văn này. Nguyện Chúa chi ơi, hãy lắng nghe lời chúng con. Dù tình quan dung, vì chúng con phạm đến Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các gia nhân, mỗi người mỗi việc, và căn dặn họ phải lo tỉnh thức. Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về, thình lình bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều Thầy bảo cho chúng con thì Thầy bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đặt tất cả niềm tin cậy trong và yêu mến vào đấng mời gọi, chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta cùng khẩn nài Chúa cho chúng ta nên thánh. Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc chung.
linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Ơ sáng thánh Chúa Kitô, xin cứu lấy con cho rỗi. Ơ mau thánh Chúa Kitô, xin cho lòng con say mến. Ơ nước nương lòng Chúa Kitô, xin rửa con cho thanh sạch. Ơ sự thương khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bền vững. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin nhắm lời con cầu nguyện. Xin Chúa ân con nơi thương tích Chúa. Xin chớ để con lìa khỏi Chúa. Xin Chúa chứa con khỏi kẻ dữ thù. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử. Xin Chúa dạy con chạy đến cùng Chúa, hiệp cùng các thánh mà ngợi khen Chúa, đời đời chẳng cùng. Amen. Mời công đoàn cùng hát Này con là đá. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, xa tan sức không xa ta vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco, Chúa gìn giữ người tăng khấp sinh được và ban cho Lạy Chúa là mục tử luôn gìn giữ chăm sóc đoàn chiên. Chúa đã chọn Đức Thánh Cha Phanxicô để kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô lãnh đạo hội thánh trên trần gian. Xin giúp người trong sứ mạng nâng đỡ anh em, để người xây dựng tình thương, kiến tạo hòa bình, tăng cường hiệp nhất. Nhờ đó người sẽ tìm được nơi Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn cùng hát Đây nhiệm tết. Đây nhiệm tình vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn ngưỡng và dâng tín ngàn xưa.
Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi lại cho chúng con bí tích huyền diệu mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến trí cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng và cùng hát Để Chúa Đến. Xin cho lòng chúng con